Kính chào quý nhà đầu tư. Hôm nay công ty cổ phần giao dịch hàng hóa Thành phố Hồ Chí Minh HCT xin quay trở lại với nhận định tuần cho tuần giao dịch tiếp theo từ ngày 18 cho đến ngày 22 tháng 10 năm 2021. Đầu tiên sẽ đến với sản phẩm dầu thô kỳ hạn tháng 12 năm 21. Về tình hình tin tức thị trường, tuần vừa rồi thì cơ quan năng lượng quốc tế Mỹ IEA trong báo cáo hàng tháng của mình thì đã cho biết cuộc khủng hoảng khí đốt tự nhiên toàn cầu đang tràn sang thị trường dầu mỏ và có thể thúc đẩy tiêu thụ dầu mỏ thêm 500.000 thùng một ngày trong những tháng tới. Cũng tương tự với nhận định này, Citigroup hôm thứ Hai cho biết giá dầu thô có thể tăng lên mức 90 đô một thùng trong mùa đông năm nay, khi tiêu thụ dầu thô toàn cầu đang tăng thêm 1 triệu thùng một ngày do người tiêu dùng chuyển từ khí đốt tự nhiên sang các sản phẩm làm từ dầu do giá khí đốt đã hiện tại đang tăng rất cao. Tuần vừa rồi thì quỹ tiền tệ IMF cũng đã cắt giảm ước tính GDP toàn cầu năm 2021 xuống 5,9% so với ước tính ban đầu của tháng 7, đó là 6%. Quay trở lại với đồ thị kỹ thuật. Tuần vừa rồi, giá dầu tiếp tục có một tuần tăng mạnh và giá hiện tại đang đứng ở mức đóng cửa ở mức là 81,7 đô la Mỹ cho một thùng. Quay sang đồ thị nến ngày. Đầu tuần sau hai nhịp giá đi ngang lưỡng lực thì hai ngày cuối tuần giá tiếp tục có những cái nhịp tăng mạnh lên trên. Thế vậy để nhìn rõ hơn chúng ta sẽ vào khung đồ thị 4 giờ. Hiện tại trong khung đồ thị 4 giờ mọi người có thể nhìn thấy là nhịp tăng của giá dầu là tương đối ổn định, giá liên tục đi lên. Chỉ quay trở lại test lại đỉnh cũ, sau đó lại tiếp tục đi lên. Như vậy lực tăng là tương đối ổn định và trong tuần tới thì kịch bản giá nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng và các vùng cản trước mắt của giá dầu dự kiến sẽ là 82.8 và 85. Giá có thể quay trở lại retest lại vùng đỉnh cũ là 80, sau đó là tăng lên hoặc là tăng lên luôn. Tuy nhiên mọi người cũng để ý giá hiện tại đã tăng một nhịp tương đối dài. Vì vậy các thông tin cơ bản của tuần tới nếu có những thông tin bất lợi cho giá dầu thì có khả năng giá dầu sẽ có những nhịp điều chỉnh nhất định. Tiếp đến là sản phẩm lúa mì kỳ hạn tháng 12 năm 21. Về tình hình tin tức thị trường tuần vừa rồi, tiến độ gieo trồng lúa mì vụ đông năm 22 tại Ukraine đã đạt 46%. Nông dân dự định trồng khoảng 16,5 triệu mẫu trong mùa vụ này. Đây sẽ là mức tăng 9,5% so với cùng kỳ trước đó. Dữ liệu báo cáo cung cầu tháng 10, báo cáo dự trữ lúa mì dự kiến đạt tổng cộng 580 triệu dạ, giảm so với 615 triệu dạ ước tính trong tháng 9. Trên toàn cầu, dự trữ lúa mì được đánh giá sẽ thấp hơn 6,04 triệu tấn vào cuối năm 2021-2022. Frank Agrime dự báo sản lượng lúa mì mùa vụ 2021-2022 của Pháp ở mức 2,36 triệu tấn, giảm 500.000 tấn so với ước tính tháng 9. Dự trữ theo ước tính từ Agrime ở mức 2,34 triệu tấn, đây cũng là mức thấp nhất trong vòng 6 năm. Quay trở lại đồ thị kỹ thuật, tuần vừa rồi lúa mì đóng nến bằng một cây min 3. Sau khi giá chạm vào cạnh dưới của nêm ở vùng giá quanh 74-75. Đầu tuần thì giá đã có những phiên giảm mạnh, sau đó cuối tuần thì đã nhận được hỗ trợ ở biên dưới và đã bật tăng lên. Vậy về kịch bản cho tuần tới, nhiều khả năng giá lúa mì sau khi đã nhận được hỗ trợ ở vùng biên dưới, giá sẽ biến động tích lũy ở quanh vùng giá từ 7,20 cho đến 7,30. Sau đó giá sẽ nhiều khả năng bật tăng lên, kiểm tra vùng cạnh trên của nêm, đồng thời cũng là cái vùng giá ở đỉnh cũ, quanh vùng giá từ 7,50 cho đến 7,60. Tiếp đến đối với sản phẩm ngô hợp đồng kỳ hạn tháng 12 năm 2021, như các anh chị có thể thấy được rằng là trong tuần qua chúng ta đã có một lực tăng trở lại từ vùng giá bao nhiêu ạ? Vâng, một lần nữa từ vùng giá là 510. Vùng giá 510 và 500 này hình như chúng ta đã liên tiếp thấy những sự tăng mạnh, sự hồi phục trở lại của ngô, đặc biệt là trong thời gian gần đây khi mà chúng ta thể thấy những thông tin về năng lượng, đặc biệt là dầu thô tăng rất là mạnh mẽ, được không ạ? Vậy thì chúng ta biết được điều gì? Ngô được sử dụng làm ethanol, một sản phẩm mà được coi như là xăng tinh chế, dầu tinh chế và
có kết hợp sử dụng những cái ngũ cốc như là ngô, một số loại khác như là đường, nguyên liệu công nghiệp như là đường để có thể làm những cái loại năng lượng như thế. Vậy nên mặc dù chúng ta thấy được rằng những thông tin về kinh doanh số xuất khẩu hay những cái báo cáo về dự trữ gần như là không có quá nhiều, đem lại quá nhiều điều tích cực đối với sản phẩm ngô này, thì chúng ta vẫn thấy được rằng là ngô vẫn có một cái cầu tăng, cầu nguồn lực hỗ trợ tương đối tốt. Vậy thì trong tuần tới chúng ta sẽ thấy được điều gì trên biểu đồ kỹ thuật? Thì các anh chị có thể thấy được rằng là theo cái xu hướng gần như là các đỉnh sau của chúng ta thấp dần và gần như là chúng ta đi trong mô hình trên này, thì cái việc giá sẽ một lần nữa thử lại vùng biên là 530, vùng biên trên của xu hướng giảm. Thì trong tuần tới chúng ta với những cái báo cáo chúng ta thì cầu năng lượng vẫn đang hỗ trợ cho giá. Một khả năng chúng ta vẫn sẽ có được rằng là theo tin cơ bản chúng ta vẫn thấy được giá sẽ có thể bứt ra khỏi biên trên cái xu thế giảm này. Tuy nhiên, nhưng mà theo một cách kỹ thuật để mà nói thì việc được rằng là khả năng giá có thể bứt ra khỏi vẫn đang khá là thấp, khi mà chúng ta thấy được rằng là lực mua này gần như là không có bất cứ sự đột phá nào như những thời gian này. Đó, thì khi mà chúng ta nếu mà xét theo một cách kỹ thuật để mà nói thì chúng ta sẽ lại một lần nữa thấy giá điều chỉnh sau khi giá chạm về biên trên cái thế giảm. Rồi, chúng ta có hai trường hợp. Nếu theo kỹ thuật chúng ta vẫn thể thấy được rằng là chúng ta xem xét kênh bán tại cái biên trên này. Đó, biên trên này khi mà chúng ta cắt lỗ, khi mà giá bứt ra khỏi cái đỉnh cũ và chúng ta sẽ chốt lời tại vùng giá 500, 510, 510. Chúng ta vẫn sẽ có tỷ lệ lãi lỗ đó sẽ là 2.47. Nhưng gần như là mức giá này, với mức giá này gần như tỷ lệ này dù có là 2.47 thì gần như chúng ta vẫn không nên, thực sự là không nên, bởi vì mức biến động nó quá ít để có thể thực sự là có cái nguồn lợi nhuận thu về từ cái sản phẩm ngô này. Chúng ta cần cái sự xác nhận hơn của giá. Tuy nhiên, các anh chị nào vẫn hứng thú, vẫn có sự thích thú đối với sản phẩm ngô, chúng ta vẫn có thể vào lệnh đối với sản phẩm này khi kênh bán tại đây, cắt lỗ tại đây. Và nếu khi mà giá nhá bứt phá ra khỏi cái kênh xu thế giảm này, chúng ta xem xét mua đuổi, bởi vì vùng giá có thể lên tới là 550 và 570. Đối với sản phẩm đậu tương hợp đồng kỳ hạn tháng 1 năm 2022, chúng ta đã có thay đổi về hợp đồng nên các anh chị nào đang có một chút sự là nhầm lẫn khi mà chúng ta vẫn đang ở tháng 11 thì chúng ta có thể sửa đổi luôn ạ. Thì hiện tại chúng ta trong ngày hôm qua, đặc biệt là ngày hôm qua thì chúng ta đã có báo cáo nghiên động NOPA cho thấy được rằng là con số là 153,8 triệu dạ, nhỏ hơn con số dự kiến trước đó. Do đó chúng ta thấy được rằng là lượng nghiền gần như đối với sản phẩm này đang là thấp hơn. Rồi, ngoài ra chúng ta không biết gì. Báo cáo tiến độ cây trồng cho thấy 91% đậu tương đang rụng lá tính đến thời điểm là trong tuần vừa rồi, cao hơn 3% so với mức trung bình. Thì chúng ta đang thấy được rằng là mức nghiền đậu thì giảm. Trong cái đấy thì cái tiến độ cây trồng như là mức sản lượng cây trồng đang tăng cao, chúng ta thấy được rằng là nếu mức tiến độ cây trồng tăng cao tốt thì gần như là cây trồng nó sẽ có sự phát triển sớm hơn và sản lượng chúng ta sẽ có lợi đến sớm hơn. Do đó việc thiếu thiếu cung gần như là đang khó xảy ra. Chính vì thế khi mà các tin tức như thế này chúng ta thấy được rằng là giá đang có một cái sức ép nhất định trên giá. Rồi đối với biểu đồ kỹ thuật chúng ta thấy được rằng là giá này sau khi bứt ra khỏi mức hỗ trợ đầu tiên của chúng ta trong thời gian vừa rồi là vùng giá là 560, gần như chúng ta đã thấy sự điều chỉnh nhẹ trở lại, đúng không ạ? Các chị nào đã có theo dõi trong tuần trước chúng ta thấy sự tương tự khi mà nếu mà giá đi theo kỹ thuật này, giảm này, giảm khỏi cái vùng hỗ trợ chúng ta này sẽ có sự test lại, đúng không ạ? Đó, thì trong tuần vừa rồi, hai ngày cuối tuần vừa rồi chúng ta đang thấy được rằng giá đang có một lực tăng nhất định và chúng ta có thể hiểu được rằng nếu theo kỹ thuật thì gần như giá đang thử lại cái vùng hỗ trợ vừa rồi mà bây giờ là vùng kháng cự, vùng giá là 1.250. Thì trong tuần tới chúng ta thấy rằng là trong đầu tuần chúng ta thể xem xét kênh mua mua nhanh tại thời điểm này để có thể chốt lời khi mà vùng giá lên 1.250. Sau đó
chúng ta sẽ cần phải chờ đợi xem là giá có thực sự là có đủ lực mua với những cái tin tức cơ bản gần như là đang tạo sức ép lên giá không, thì chúng ta có thể xem xét nếu trong trường hợp là giá không đủ lực mua của giá yếu thì gần như chúng ta sẽ thấy được rằng là giá thử biên rồi sẽ tiếp tục điều chỉnh. Đó, chúng ta sẽ xem xét này, đầu tuần này chúng ta canh mua nhé, chúng ta canh mua theo kỹ thuật, để canh mua theo kỹ thuật khi mà chúng ta nhận được sự hỗ trợ từ vùng giá là 1.200, được chưa? 1.200, rồi vùng giá tuyệt vời. Nhận sự hỗ trợ từ vùng giá 1.200, chúng ta sẽ xem xét canh mua nhanh lên vùng giá 1.500, 1.250. Sau đó đợi tín hiệu nếu giá chạm biên này, bắt đầu kết những cái nến có dấu nến lên trên này, dấu nến lên trên này. Đó, thì tức là sao? Tức là giá thử biên. Tuy nhiên, lực bán ở vùng này mạnh khiến giá bị đẩy trở lại thì chúng ta xem xét kênh bán để từ vùng này chúng ta sẽ xuống dưới là từ trở lại vùng 8.200. Tiếp đến với sản phẩm đường kỳ hạn tháng 3 năm 2022. Về tình hình tin tức thị trường, Bộ Nông nghiệp Ai Cập cho biết sản lượng đường ở Ai Cập trong mùa vụ này dự kiến đạt 2,85 triệu tấn. Được sản xuất trong nước từ củ cải đường và mía sẽ đáp ứng được khoảng 90% nhu cầu nội địa và Ai Cập chỉ cần nhập khẩu một lượng nhỏ để đáp ứng nhu cầu còn thiếu. Sản lượng đường ở Philippines có thể giảm 2% trong niên vụ này do ảnh hưởng từ tình hình thời tiết La Nina và nông dân lựa chọn các gieo trồng các loại cây khác ngoài mía. Unica báo cáo sản lượng đường tại khu vực Center South của Brazil trong nửa cuối tháng 9 đạt 2,32 triệu tấn, cao hơn mức ước tính là 2,22 triệu tấn. Quay trở lại đồ thị kỹ thuật trong tuần vừa rồi, giá tiếp tục biến động sideways trong biên từ 20.2 cho đến 19.5. Đầu tuần thì giá đã cố gắng phá qua vùng cản trên, tuy nhiên nỗ lực này đã không thành công và giá lại tiếp tục quay trở xuống và sideways trong vùng giá này. Hiện tại RSI liên tục chạy bám đường trung bình 50, thể hiện xu hướng nó chưa rõ ràng. Vậy kịch bản trong tuần tới, giá có khả năng vẫn tiếp tục sideways trong vùng giá này nếu không có các thông tin tích cực cơ bản hỗ trợ để giá phá biên ra một trong hai đầu. Tuy nhiên, tuần vừa rồi giá đã giảm khá mạnh quay trở lại cái vùng kháng cự cũ, thì nhiều khả năng giá có thể phá qua vùng hỗ trợ dưới và đi xuống test lại vùng hỗ trợ tâm lý ở quanh 19. Đây cũng là có đường EMA 100 kỳ biểu ngày hỗ trợ. Trường hợp thứ hai, giá không có thông tin cơ bản gì nhiều, giá vẫn tiếp tục sideways trong vùng giá này. Sản phẩm cà phê Arabica hợp đồng kỳ hạn tháng 12 năm 2021. Chúng ta có thể thấy được rằng là sản phẩm cà phê này gần như là không có quá nhiều tin tức khi mà đặc biệt chúng ta có thể nổi bật nhất đó sẽ là báo cáo của C cà phê. Một báo cáo của bên châu Âu thì cho thấy được rằng là cuối tuần ngày thứ tư vừa rồi thì xuất khẩu cà phê tháng 9 ở Brazil giảm 29,6% so với cùng kỳ xuống mức là 2,75 triệu bao. Chúng ta thấy được rằng là tin tức sản phẩm cà phê đang ít dần đi, yếu dần đi, gần như là chúng ta đang thể thấy được rằng các báo cáo hay là các thông tin không quá ảnh hưởng nhiều đến giá nữa. Chúng ta thấy được rằng là giá đang đi theo một cái kỹ thuật như thế này thì sản phẩm này đang bị chịu ảnh hưởng của giới đầu cơ. Vậy thì giới đầu cơ đang có những động thái như thế nào sau khi cái việc biến đột ngột khi mà chúng ta thấy được rằng là giá bứt ra khỏi điều chỉnh dưới cái biên trên biên xu thế tăng của chúng ta chạm vùng giá là không chạm mức là 183, vùng giá 183 đây là mức Fibonacci là 0,382. Rồi nó lập tức tăng mạnh trở lại đúng không ạ? Tăng mạnh trở lại bứt ra khỏi biên trên của mô hình trên xu thế tăng mô hình biên trên này, biên trên của mô hình trên. Chúng ta thấy rằng lực tăng khá là mạnh. Sau đó đi đúng kỹ thuật điều chỉnh về biên trên của mô hình trên rồi tăng trở lại. Chúng ta thấy rằng là trong tuần vừa qua hai ngày liên tiếp ngày 13, 12 này, đó chúng ta thấy sự lực tăng này đủ mạnh để có thể test lại cái vùng đỉnh vùng giá là 2115, 2120. Gần như chúng ta thấy được rằng lực tăng của giá này rất là tốt, gần như là giá biến động theo đầu cơ khi mà các tin tức cơ bản của sản phẩm cà phê đang là rất là ít, đang rất là hạn chế. Rồi ngay sau đó chúng ta thấy được rằng giá thử biên không thành, điều chỉnh trở lại. Rồi trong tuần sau chúng ta nếu mà theo kỹ thuật chúng ta thấy được điều gì? Mức đầu tiên chúng ta thấy được rằng là khi mà giá đang điều chỉnh thế này, lực bán đang rất là mạnh.
đúng không ạ, lực bán nó rất là mạnh này đó. Khi mà đẩy đẩy từ giá từ vùng giá là 100 à 220 đang có xu hướng trở về vùng giá là 200, chúng ta sẽ thấy một lần nữa giá trở về 200 này, đặc biệt là Fibonacci 0.23 này. Sau đó chúng ta sẽ xem xét trở lại khi mà vùng giá này nếu mà đang là trong xu hướng tăng thì một lần nữa nó sẽ có cái xu hướng trở lại tăng trở lại ngay sau khi chạm được vùng giá là 200, và cùng lắm là chúng ta thấy được rằng là vùng giá có thể điều chỉnh xuống là 190 thôi. Còn nếu lực bán mạnh thì nó đẩy giá trở về vùng giá là 183, vùng giá 180 thì gần như là chúng ta thấy được rằng là lực mua này đang là không, gần như là bị triệt tiêu hết toàn bộ, và chúng ta sẽ thấy được rằng là sự điều chỉnh của giá sẽ còn mạnh hơn nữa, đặc biệt là sẽ xuống vùng giá là 112. Tiếp đến là sản phẩm đồng của chúng ta. Chúng ta thấy được rằng là, giá có một lực tăng gần như là tạo một cây như thiên ý của Tôn Ngộ Không, tăng rất là mạnh. Chúng ta thấy được rằng là liên tiếp các thông tin cơ bản của đồng, của kim loại đều nói được rằng gì, đều nói rằng là đồng là một sản phẩm, là công cụ chỉ báo của thị trường kinh tế Mỹ, thị trường kinh tế thế giới luôn ạ. Thì kinh tế thế giới này, chứng khoán này, chúng ta đang thấy được rằng là Trung Quốc cũng đã bớt đi cái sự tiêu cực từ Evergrande này. Chúng ta thấy được rằng là kinh tế trở lại, hồi phục trở lại, việc tăng của đồng là một điều dĩ nhiên, có thể không không quá ngạc nhiên rồi. Chúng ta thấy rằng là liên tiếp các tin tức cơ bản đều ủng hộ đồng, giá đồng. Mọi người lưu ý, đánh đồng thì chúng ta nên đánh theo tin, đánh theo kỹ thuật thì phần lớn là chúng ta có thể đánh nhanh mua nhanh, nhưng gần như là với những anh chị nào đã biết được rằng là chúng ta vào lệnh mà lệnh chất lượng thì luôn luôn là vào cũng luôn luôn hơn là vào nhiều lệnh, đúng không ạ? Thì một lệnh chất lượng chúng ta là như thế nào? Đây, một lệnh chất lượng, có anh chị nào mà đã canh mua từ giá là 4.15 đi. Rồi, 4.15 giờ nó lên là 4.8 à. Quá tuyệt vời đúng không ạ? Thôi, không nói man nữa, chúng ta đã thấy được rằng là tin tức cơ bản gần như là không có bất cứ một sự điều chỉnh nào, không có bất cứ nào tạo cái tin tức mà khiến cho giá đồng có thể điều chỉnh trong thời gian này. Thì theo đó chúng ta sẽ tiếp tục canh mua. Nếu anh chị nào đã đang canh mua thì tiếp tục giữ lệnh. Nếu anh chị nào mà bây giờ đang xem xét là bây giờ giá tăng cao thế này rồi có nên vào hay không, thì đúng, các anh chị nên chờ đợi đã. Bởi vì sao ạ? Chúng ta đang có nằm trên cái vùng đỉnh cũ này. Vùng đỉnh này vùng giá là 4.8 đi. 480, 480. Thì chúng ta có thể thấy rằng là giá khi mà tăng lên vùng đỉnh cũ này, vùng đỉnh rất là mạnh này đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ đợi cái sự điều chỉnh của giá. Mức điều chỉnh có thể xuống vùng giá là 4.6. Tuy nhiên, để có thể nói hơn, để thấy rõ hơn thì chúng ta nên dựa vào những cái hỗ trợ cứng hơn đúng không ạ? Thì đây, hỗ trợ cứng hơn của chúng ta sẽ là vùng đỉnh cũ, trước đó nữa thì là vùng đỉnh cũ là vùng giá là 4.51. Thì gần như là giá nếu mà có sự điều chỉnh đúng không ạ, đang đang này đang có thử biên này, rút chân này, đang có sự thử biên này, rồi rút chân này, điều chỉnh về vùng giá này sẽ là vùng giá mà thích hợp để mua nhất. Tuy nhiên, chúng ta có thể xem xét xem là kênh mua đuổi nếu giá có dấu hiệu bứt phá khỏi biên là 480. Đây là một cái lệnh rất là nguy hiểm nên em không khuyến khích các anh chị nào vào đầu tư này. Còn nếu mà em sẽ khuyến khích các anh chị đợi vùng giá trở về vùng đỉnh cũ. Đó, vùng đỉnh cũ là vùng giá là 450. Gần như là tất nhiên rằng là nếu nếu mà giá về vùng giá 450 thì một số anh chị sẽ hỏi được rằng là bây giờ giá điều chỉnh gần 2.000 pip như thế, đúng không ạ? Nó là 0.0005, 2.000 pip như thế, vì sao em không bảo các anh chị canh bán? Vì sao? Tin tức cơ bản của nó đang hỗ trợ rất là mạnh như thế. Chúng ta nếu mà bán, ok, các anh chị có thể nào bán nhanh thôi. Còn các anh chị nào mà đã đầu tư đồng rồi, các anh chị biết được rằng là biến động trong ngày của nó đặc biệt rất là mạnh, không kém cạnh gì bạch kim hay là khí ga, những sản phẩm như thế. Đồng khi tăng trong xu thế biến động nó rất là mạnh, nên chúng ta nếu các anh chị nào có muốn kinh bán từ vùng giá này điều chỉnh về vùng giá là 4.500 không sao cả. Tuy nhiên, canh lệnh cẩn thận, đặt stop loss tại điểm mua khi mà giá đã đi được một đoạn, để chúng ta có thể, nếu mà chúng ta không thắng thì lệnh chúng ta là hòa, không bị mất tiền oan như kiểu giá tăng mạnh trở lại khi vùng giá lên 400 ở 4.90 được không ạ? Đó, thì cái kinh nghiệm như thế thì các anh chị nên làm gì? Một cái lệnh an toàn đối với sản phẩm đồng, sản phẩm kim loại này, đặc biệt chúng ta hay đánh này, thì chúng ta nên đợi vùng giá về vùng giá là 4.5.
để là kênh mua tốt nhất. Sau đó chúng ta sẽ có thể tăng trở lại. Trong target năm nay thì vẫn chưa có một cái target nhất định khi mà lực tăng nó đang rất là tốt như thế này. Tuy nhiên chúng ta thấy được rằng liên tiếp các nến xanh, đặc biệt là khối lượng mua vô cùng lớn, thì việc tăng của giá gần như là có thể gần như là rất khả thi. Chúng ta có thể xem xét kênh mua tại trở lại khi mà giá điều chỉnh vùng giá là 150.